10 cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới, Mbappé gấp 3 lần Haaland và Kane. Trong thống kê mới được công bố, tiền đạo Kylian Mbappé đang là cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới và khoản thu nhập của đội trưởng đội tuyển Pháp bằng với 3 cầu thủ đứng phía sau anh là Erling Haaland, Kevin De Bruyne và Harry Kane cộng lại. 10. Vinicius Jr., Real Madrid, Brazil. Chân sút người Brazil đã khẳng định mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và Real Madrid thể hiện sự đánh giá cao của họ dành cho anh bằng mức đãi ngộ rất lớn. Bản hợp đồng mới ký giúp Vinicius hiện tại kiếm được 1,43 triệu bảng mỗi tháng. 9. Raphael Varane, MU Pháp. Nhà vô địch World Cup đã qua thời kỳ đỉnh cao và thời gian gần đây thường xuyên vắng mặt do chấn thương. Mặc dù vậy, Varane vẫn đang đều đặn nhận mức lương 1,48 triệu bảng mỗi tháng tại Man United, một khoản thù lao khá lớn so với những đóng góp về chuyên môn. 8. Casemiro, MU Brazil. Tương tự như Varane, Casemiro đã qua thời kỳ đỉnh cao và Man United đang trả quá cao cho cầu thủ người Brazil với khoản thu nhập 1,52 triệu bảng mỗi tháng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng với sự xuất hiện của Sir Jim Ratcliffe đang xem xét khả năng bán cả hai cầu thủ này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để giảm tải gánh nặng tiền lương. 7. Mohamed Salah. Để hình dung mức lương của Casemiro điên rồ đến mức nào, thì Mohamed Salah cũng ở mức tương tự khi nhận 1,52 triệu tháng. Tuy nhiên, những đóng góp của ngôi sao người Ai Cập cho thành công của Liverpool đáng giá từng xu. 6. Robert Lewandowski, Barca. Từng là một trong những chân sút nguy hiểm nhất châu Âu, Lewandowski chuyển tới Barca theo dạng miễn phí và tất nhiên đổi lại với đó anh nhận được khoản đãi ngộ cực lớn với số tiền 1,6 triệu bảng mỗi tháng. 5. David Alaba, Real Madrid áo. Alaba đã nhiều năm thống trị Bundesliga cùng Bayern Munich. Anh gia nhập Real Madrid vào năm 2021 và kiếm được 1,61 triệu bảng mỗi tháng, con số giúp anh trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất đội chủ sân Bernabeu. 4. Erling Haaland. Một số người cho rằng Haaland là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, dẫn đầu và là nguồn cảm hứng chiến thắng ở Man City của Pep Guardiola. Mùa trước chân sút người Na Uy giành cú ăn ba, phá kỷ lục ghi bàn ở Premier League và mùa này số bàn thắng vẫn chưa dừng lại. Haaland cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng với số tiền 1,63 triệu bảng mà Man City trả hàng tháng. 3. Kevin De Bruyne. Đồng đội ở Man City của Haaland cũng đã chứng minh được giá trị của mình gấp 10 lần. Ngôi sao người Bỉ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử ngoại hạng Anh và 1,73 triệu bảng mỗi tháng là mức thù lao xứng đáng cho sự xuất sắc của anh. 2. Harry Kane, Bayern Munich Anh. Chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Anh đã kiếm được số tiền lớn khi chuyển đến Bayern Munich từ Tottenham trong nỗ lực giành được danh hiệu vô địch. Mặc dù cho đến nay mọi chuyện vẫn chưa thành công nhưng bạn không thể chê trách Kane, người đã ghi 31 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia Đức và phá hàng loạt kỷ lục từ khi có mặt tại Allianz Arena. Khoản thanh toán hàng tháng 1,8 triệu bảng của Kane đã được thu hồi đầy đủ thông qua các bàn thắng của anh. Một, Kylian Mbappé, PSG Pháp. Mbappé kiếm được số tiền đáng kinh ngạc lên tới 5,15 triệu bảng mỗi tháng tại PSG. Con số này nhiều gần gấp 3 bất kỳ ai khác trong danh sách này và điều đó có phần hợp lý. Ở tuổi 25, Mbappé đã giành danh hiệu vô địch World Cup, vô địch UEFA Nations League và trở thành cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử PSG. Danh hiệu duy nhất đang lảng tránh Mbappé là chiếc cúp Champions League và khả năng chuyển đến Real Madrid vào mùa hè có thể là điều cầu thủ này cần.